Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và như đã hứa với các bạn, ngày hôm nay, ngày mùng 3 Tết, tôi đã có một cái video về cái chủ đề kinh doanh gì và đầu tư gì trong năm 2024 để kiếm bộn tiền. Thì đây là một cái chủ đề mà xuyên suốt trong năm 2021, 2022, 2023 tôi đã cập nhật với các bạn kinh doanh gì, đầu tư gì để kiếm bộn tiền nửa đầu 2021, nửa cuối 2021, nửa đầu 2022, nửa cuối 2022 và tương tự như vậy cho năm 2023. Thì năm nay với những cái sự kiện địa chính trị, những cái xu hướng mới trên thế giới về kinh tế chính trị, đặc biệt là cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024 và xuyên suốt đó là một loạt những cái cuộc bầu cử như là bầu cử tại Ukraine, Nga, rồi xu hướng về cái sự nóng lên của trái đất hay những cái xu hướng khác nữa, thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái công việc kinh doanh và đầu tư của tất cả những cái nhà đầu tư, nhà kinh doanh trên thế giới, và đặc biệt tại Việt Nam thì có những cái đặc thù gì, thì các bạn hãy theo dõi kỹ trong cái video ngày hôm nay bạn nhé. Và tôi hy vọng rằng trong những cái phút tiếp theo của cái video này, dự kiến khoảng một tiếng, nó cũng khá là dài, thì tôi mong bạn hãy xem với lại cái tinh thần cầu thị và cái tinh thần đã được khơi trong. Bởi vì các ý kiến trong video này đó là những cái ý kiến của Thái Phạm. Tôi có thể không quá đúng nhưng sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Và như thầy tôi đã hay nói, càng nhiều góc nhìn thì càng đến gần sự thật hơn. Và tôi hy vọng rằng bước sang năm Thìn 2024 thì với nhiều góc nhìn thì chúng ta sẽ có được thêm những cái sự tham khảo tốt để chúng ta có thể tự ra quyết định cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của mình được chắc chắn hơn và sẽ thu được lợi nhuận cao hơn. Và nếu được như vậy thì đó là niềm vui và hạnh phúc của tôi. Thì chúng ta hãy cùng đến với lại cái chủ đề của ngày hôm nay. Đó là kinh doanh gì và đầu tư gì năm 2024 để thu được nhiều lợi nhuận và kiếm được tiền. Đây là một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng rất là khó và nó đã được đặt ra rồi các bạn ạ. Đấy, thì cái câu hỏi mà nó rất khó và đã được đặt ra như thế này, thì bây giờ chúng ta trả lời với nhau là làm thế nào để kiếm được tiền. Đấy. Làm thế nào để kiếm được tiền và đầu tư gì? Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái câu chuyện là tổng quan về cái tình hình về vĩ mô, kể cả về thế giới và Việt Nam năm 2024. Cái phần này thì tôi sẽ đi rất là nhanh, bởi vì tôi nghĩ rằng là đến thời điểm này thì đa phần những nhà đầu tư có thể nắm được những cái thông tin về vĩ mô ở mức độ sơ khởi rồi. Nói chung là khi mà dự báo về cái vĩ mô thì thực tế với các bạn là không ai có thể nói chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta hãy nhớ lại bài học năm 2023, khi mà tất cả thế giới, kể cả những nhà kinh tế học hay là những nhà đầu tư, đều dự báo là 2023 sẽ là một năm suy thoái của kinh tế Mỹ. Nhưng kỳ thực thì kinh tế Mỹ không những không suy thoái mà còn tăng trưởng với tốc độ rất ấn tượng. Và đó là một trong những điều hạn chế của vấn đề dự báo. Có nghĩa là chúng ta không phải là dự báo một cách đúng và chính xác hoàn toàn, nhưng cũng không phải là dự báo chỉ để cho vui. Dự báo mang tính chất prediction, forecast, nó sẽ giúp cho chúng ta có cái tâm thế để chuẩn bị cho những điều gì sẽ xảy ra sắp tới. Có những người thì thích nghe những dự báo lạc quan, có những người thì thích nghe những dự báo mang tính chất skepticism, tức là nó mang tính chất hơi là gọi là nghi ngờ và mang tính chất là không phải là negative, tức là không phải là quá là tiêu cực, nhưng họ muốn nghe những cái điều gì khác với những điều tích cực. Tại sao lại có những người thích nghe những điều mà khác với những gì tích cực? Không phải là bởi vì họ là những người tiêu cực, họ thích nghe những cái điều mà trái, những cái điều mà dự báo có thể là không thuận lợi, là để mà họ biết điều gì xui xẻo, những điều gì không tích cực có thể xảy ra trong những năm tới hoặc là trong một cái dự báo, để làm gì? Để họ có thể sẽ gia cố lại doanh nghiệp của mình, gia cố lại những khoản đầu tư của mình. Đấy. Thì các bạn cũng biết là nếu như chúng ta sống tại Việt Nam và sống tại ở miền Trung thì chúng ta thường thấy là một năm, có những năm tệ thì phải đến 13, 14 cái cơn bão nó ập vào. Thế thì một cái dự báo rằng là cái năm đó nó có thể nhiều bão, thì chúng ta cũng biết rằng là nếu dự báo nhiều bão thì chúng ta phải gia cố nhà cửa, gia cố đê điều, và chúng ta chuẩn bị cho việc đón những cái
trận bão tới thì chúng ta phải làm nhà cửa hay là những đê điều nó chắc chắn hơn, hay là chúng ta phải cẩn trọng hơn trong quá trình mà khi chúng ta xây dựng mầm mống mới. Nhưng nếu như dự báo cái bão nó không tới mà thực dự báo bão nó tới mà bão nó không tới thì thực tế chúng ta có buồn không các bạn? Thực tế theo tôi là không có buồn, bởi vì bão dù ảnh hưởng ít hay nhiều thì đều tác động đến cái cuộc sống của chúng ta. Do đó khi mà chúng ta nói về kinh tế vĩ mô và đặc biệt nói về cái xác suất dự báo kinh tế vĩ mô thì thường nó sẽ có sự sai lệch. Nhưng với cái tinh thần như tôi chia sẻ với các bạn, đó là những cái sự gạn đục khơi trong và những cái điều mà chúng ta cứ nghĩ cái gì xấu nhất đi, thì nếu mà nó không tới những mức độ xấu nhất mà nó thể hiện thực ra những cái điều tốt đẹp thì cái kết quả kinh doanh chúng ta nó còn tốt đẹp hơn cả những điều mà chúng ta đã dự trù. Do đó thì bất cứ một cái nền tảng dự báo nào, kế hoạch kinh doanh nào, xin lỗi các bạn, là đều cần phải xuất phát từ một cái nền tảng dự báo xem cái vấn đề là cái môi trường kinh doanh trong cái năm 2024 nó sẽ diễn ra như thế nào. Thì tôi sẽ nói tóm lược thôi. Thứ nhất là chúng ta biết rằng là theo như cái dự báo của 2024 ấy, của IMF, theo cái báo cáo WEO vào tháng 1 mới gần đây của Tổ chức Tiền tệ Quốc tế IMF, thì họ nâng cái dự báo tăng trưởng toàn cầu 2024 lên mức 3,1%. Cái này nó nhờ cái khả năng phục hồi bất ngờ của các cái nền kinh tế phát triển và mới nổi trên thế giới. Trong đó thì nổi bật là Mỹ và Trung Quốc. Sơ khởi thì các bạn có thể thấy rằng là IMF đã dự báo là nền kinh tế Mỹ có thể hạ cánh mềm. Đấy. Thì năm 2023 IMF là cái người mà dự báo nền kinh tế Mỹ hạ cánh cứng. Thế nhưng mà không những không hạ cánh cứng, suy thoái mà kinh tế Mỹ 2023 còn tăng trưởng 2,5%. Và như vậy thì năm nay thì IMF vẫn dự trù là kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 2,1%. Đây là mức tăng trưởng nhẹ và tôi nghĩ là rất tốt, là bởi vì thực tế ra thì ai cũng kỳ vọng là Mỹ có thể sẽ khó khăn hơn khi cái nền lãi suất ở mức cao, nó ảnh hưởng đến tiêu dùng. Nhưng những cái sự mở rộng sản xuất của lĩnh vực như tôi hay cầm giới các bạn trong cái điểm tin nhịp độ thị trường của tuần mới, đó là PMI dịch vụ, PMI sản xuất đều vượt lên trên mức 50, chứng tỏ là cái sự mở rộng của sản xuất và lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ tiếp tục đang diễn ra mạnh mẽ. Và điều đó khiến cho cái cơ sở về việc năm 2024 Mỹ có thể tăng 2,1% theo IMF là khá là khả thi. Và đồng thời IMF cũng dự báo rằng Trung Quốc sẽ có cái GDP tăng trưởng khoảng 4,6%. So với mức 5,2% năm 2023 thì nó thấp hơn, nhưng mà cũng là một cái mức khích lệ trong bối cảnh đất nước này đang gặp những cái khó khăn. Và cái khó khăn này thì xin thưa các bạn là các bạn cũng biết rồi, đó là ngập tràn những cái tin xấu về bất động sản và thị trường bất động sản đang trong quá trình giã băng, và thực tế ra thì là vỡ bong bóng thì cũng đúng hơn đó các bạn ha. Đấy. Đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy. Rồi ngoài ra thì IMF cũng dự báo là Ấn Độ sẽ có cái tăng trưởng cao nhất thế giới, GDP nó sẽ rơi vào khoảng tăng 6,5%. Và Nga, Iran, Brazil cũng được dự báo tăng trưởng ở cái mức tốt hơn rất là nhiều. Tăng trưởng ở mức tốt hơn rất là nhiều. Còn ở châu Âu, nơi mà chúng ta xuất khẩu sang cái thị trường này cũng khá là lớn, thì dự báo là tăng trưởng cũng khá là chậm. Như là Anh và Pháp, Ý thì chỉ tăng trưởng khoảng 1% thôi. Và Tây Ban Nha thì tăng trưởng cao hơn một chút là khoảng 1,5%. Thế còn những cái quốc gia còn lại thì đặc biệt là Đức thì đang gặp những cái vấn đề rất là khó khăn, do Đức sản xuất công nghiệp lớn và nước phụ thuộc vào xuất khẩu. Khi mà cái thị trường Trung Quốc tiêu thụ những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu về máy móc công nghiệp của Đức nó chậm lại thì kinh tế Đức cũng gặp rất nhiều vấn đề và khó khăn. Thì đó là lý do tại sao mà Trung châu Âu được dự báo kinh tế là tăng trưởng chậm trong năm 2024. Còn về lạm phát thì các bạn biết rồi, IMF dự báo là lạm phát sẽ rơi vào khoảng 2,6% toàn cầu, và chủ yếu là do các cái nước mà, xin lỗi không các bạn, là các nước phát triển thì lạm phát sẽ vào khoảng 2,6%, đây là mức rất là thấp. Còn các nước đang phát triển và mới nổi thì lạm phát sẽ là rơi vào khoảng 8,1%. Nó chủ yếu ảnh hưởng bởi cái trọng số liên quan tới cái đất nước Argentina. Hiện tại thì mức lạm phát lên trên tới 200% một năm và vẫn chưa được khống chế trong năm 2024.
nên nó tác động tới cái lạm phát của toàn cầu ở cái khu vực mà các nước phát triển và mới nổi. Thì khi mà chúng ta đọc cái báo cáo này, chúng ta cũng phải hiểu rằng là đó là có Argentina. Nhưng mà nhìn chung thì cái mức lạm phát năm 2024 nó sẽ giảm xuống. Và mức lạm phát này thì các bạn sẽ rơi vào khoảng tầm dưới 3% đối với các nước phát triển. Và đối với các nước đang phát triển như chúng ta thì cái việc lạm phát quanh khoảng 4% cũng là cái mức mà chúng ta có thể thấy rằng đó là một sự thành công. Và nếu dưới 4% thì đó là một sự thành công lớn rồi, phải không nào các bạn? Thế thì đó là những cái mà về vấn đề dự báo về kinh tế toàn cầu 2024 ở cái mức gọi là glass là rất là căn bản. Thế thì có những cái xu hướng địa chính trị gì nổi bật trong năm 2024 không? Và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến túi tiền chúng ta, cũng như cách mà các cái ngành nghề phát triển? Thế thì cái xu hướng địa chính trị ấy, và kinh tế nổi bật, nó tựa như là cái môi trường nơi con cá là những doanh nghiệp và những nhà đầu tư sinh sống. Cái môi trường nước nó có nhiều tảo biển hay không, nó có nắng ấm hay không, có hay nó lạnh đi, những dòng hải lưu như thế nào thì chúng ta hãy cùng phải quan sát. Bởi vì xu hướng và xu thế về kinh tế và địa chính trị nổi bật sẽ quyết định tới cái câu chuyện về hiệu quả đầu tư tiền của và kinh doanh. Đấy. Thì như tôi hay chia sẻ với các bạn, đó là kinh tế sẽ được quyết định bởi chính trị và cái tình hình xã hội của một quốc gia. Do đó thì cái việc đẩy ý cái xu thế chính về kinh tế và địa chính trị nổi bật 2024 thì đó là cái mục điều mà tôi muốn các bạn quan tâm. Thì tôi xin phép được tổng hợp thì có rất nhiều những cái xu thế về kinh tế và địa chính trị nổi bật, nhưng tôi xin tổng hợp thành 6 cái xu thế kinh tế chính trị nổi bật đối với các bạn mà cần phải theo dõi. Một ấy, tôi tin rằng là cái cuộc căng thẳng, những cái công cuộc hay là những cái xung đột căng thẳng tại Trung Đông nó có thể tiếp tục sẽ diễn biến rất phức tạp trong cái năm 2024 này, với những cái mâu thuẫn mà chưa có thể giải quyết được một sớm một chiều giữa Israel và những lực lượng Hamas. Đấy. Rồi dạo gần đây thì các bạn thấy là giữa Mỹ và Iran, đúng không? Iran. Đấy. Rồi những cái thứ hai đó là cái xu thế về một cái cuộc chiến ở Ukraine và Nga sẽ tiếp tục kéo dài. Và điều này chúng ta đã nói một lần vào trong năm 2022-2023 rồi. Đấy. Thì đây là tôi ví nó là một cái cuộc chiến của cái cô dâu 8 tuổi, của bộ phim Cô Dâu 8 Tuổi dài 1.000 tập. Đấy. Các bạn ở truyền hình thì các bạn biết là có một cái bộ phim đó là Cô Dâu 8 Tuổi dài 1.000 tập của Ấn Độ. Thì nó chỉ xoay quanh xung quanh cái câu chuyện của một cái cô gái thôi, và gia đình và bối cảnh, nhưng mà có thể làm ra 1.000 tập. Thì cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine này năm 2023-2024 rồi thời gian tới nó vẫn tiếp tục diễn ra. Và có lẽ cái sự tài trợ của các cái nước khu vực châu Âu, khối NATO, rồi Mỹ đối với lại Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra về mặt quân sự, khí tài, huấn luyện. Để làm gì? Để tiêu thụ những cái sản phẩm về quân sự, máy móc và đặc biệt là những cái vũ khí của Mỹ ở cái chiến trường Ukraine để kiểm soát Nga. Trong khi Nga thì sau khi đã gọi là sát nhập 4 tỉnh ở khu vực phía đông Ukraine vào lãnh thổ của mình để kiếm được một cái con đường để có thể đi thẳng tới cái Biển Đen, thì không có dễ gì để mà trả lại cái lãnh thổ đã bị họ đã lấy. Do đó thì cái xung đột này nó có thể âm ỉ, nó xung đột và sẽ trở thành một cái cuộc chiến dài hạn chứ không phải là một cuộc chiến mang tính chất ngắn hạn. Nhưng mà nó cũng ảnh hưởng, bởi vì đến thời gian tới giữa năm, đó là một cuộc bầu cử tại Nga thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Tôi tin rằng là ông Tổng thống Putin tiếp tục tái đắc cử thôi. Còn ở Ukraine thì cái phe của ông Zelensky thì bây giờ vẫn đang được lòng của các cái vị lãnh đạo đấy, và những người dân thì khả năng là chúng ta cũng thấy rằng là sẽ tiếp tục là ông sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn các bạn hãy lưu ý cái điều đó ha các bạn ha. Đấy. Rồi đối với lại các cái cuộc xung đột riêng lẻ
các bạn có thể quan tâm trong cái xu thế địa chính trị của 2024 ấy, đó là Triều Tiên và Hàn Quốc. Đây là một cái có thể là cũng không ảnh hưởng quá lớn, nhưng chúng ta cũng thấy nhiều lâu lâu báo chí cũng giật headlines, đúng không? Những cái tít để ông Kim Jong-un làm này, Hàn Quốc làm kia, có thể là không ảnh hưởng đến thế giới nếu như những cái bước đi của các bên nó vẫn là mang tính chất kiềm chế, nhưng nó cũng tiềm ẩn những cái xung đột mang tính chất rủi ro. Rồi Trung Quốc và Đài Loan là những cái vấn đề hiện tại mà nhiều người quan tâm là liệu Trung Quốc có tiến hành những cái biện pháp mà quyết liệt đối với Đài Loan hay không. Đấy, thì chúng ta vẫn có thể là chưa thấy trong năm 2024 đâu, nhưng mà chúng ta cũng phải đưa nó vào trở thành những cái cuộc xung đột nổi bật. Nếu như chúng ta không để mắt tới thì hoàn toàn có thể có những cái cuộc xảy ra những cái thiên nga đen. Cái xu hướng địa chính trị và kinh tế nổi bật thứ tư mà tôi muốn các bạn đặc biệt quan tâm, đó là cái xu hướng friendshoring. Friendshoring đó là cái xu hướng chuyển dịch những cái khoản đầu tư và nhà máy của Mỹ và các nước phương Tây đồng minh, rồi những cái nước đi theo phục vụ Mỹ như là Hàn Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, họ sẽ chuyển sang những cái nước mà thân thiện với lại phương Tây. Những cái nước mà thân thiện với phương Tây và Mỹ thì hiện tại nổi bật lên đó là Ấn Độ, và Ấn Độ sẽ được hưởng lợi khi tiền tiếp tục bị rút khỏi Trung Quốc và Thái Lan để mà chuyển qua các cái nước như là Ấn Độ, và có thể một phần nào đó hy vọng là có chúng ta và có Indonesia. Thì cái friendshoring này là một cái xu hướng mà nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng rất mạnh mẽ, là một xu thế kinh tế làm ăn và đầu tư, không những là 2024 đâu mà sẽ cần tiếp tục kéo dài. Thì tôi sẽ phân tích sâu hơn cho các bạn về vấn đề này. Rồi kinh tế xanh và tuần hoàn, khi mà cái thị trường mua bán chứng chỉ carbon nó sẽ là một cái xu thế chính trong năm 2024, trong cái bối cảnh về cái xu hướng khí hậu toàn cầu nóng lên, nó đặt ra những cái thị trường về xanh, thị trường về kinh tế xanh và tuần hoàn này, nó sẽ là cái thống trị thế giới trong thời gian tới. Đấy, đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thế thì ngoài ra thì các bạn cũng cần phải lưu ý, đó là cái cuộc bầu cử của Mỹ, như tôi nói các bạn, vào tháng 11 năm 2024, thì riêng vào năm vào bầu cử đó, luôn luôn là một cái năm được thống kê là rất tốt cho thị trường chứng khoán Mỹ. Thì khi mà tôi đang làm cái video này cho các bạn thì các bạn biết rằng là chứng khoán Mỹ đã lần đầu tiên chỉ số S&P 500 vượt cái mốc là 5.000 điểm. Thì cái mức vượt 5.000 điểm này trong ngắn hạn thì nó có thể là một cái gì nó cố và dướn, và nó cũng có sự tăng giá trong mệt mỏi, và nó có thể sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn. Ngắn hạn thì nó có tiềm ẩn nhiều cái rủi ro, nhưng mà trong dài hạn, đặc biệt ở trong trung hạn, trong năm 2024, thì khả năng cao là nó sẽ là một cái năm tốt của Mỹ. Đặc biệt thị trường chứng khoán Mỹ hiện tại thì kinh tế được dự báo là tăng trưởng, rồi tiền vẫn còn khá là rẻ, sắp tới là Fed sẽ hạ lãi suất vân vân, thì cái điều này sẽ khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục thống trị thị trường thế giới, khi mà cái tỷ lệ vốn hóa của thị trường chứng khoán Mỹ đang chiếm tới gần 49% tổng cái lượng vốn hóa trên toàn thế giới về chứng khoán. Nhưng nó sẽ không tốt, không quá tốt cho thị trường mới nổi và đang phát triển. Đấy. Thì cái này các bạn thấy rõ là cái điều này đã diễn ra ở Hồng Kông, ở Trung Quốc, và tương quan với thị trường chứng khoán Mỹ, mà nó chỉ khác nhau ở cái friendshoring thôi các bạn ạ. Nó chỉ khác nhau ở cái friendshoring thôi. Đấy, thì đấy là cái điều mà các bạn cũng có thể phải quan tâm đấy. Đấy. Thì tôi cũng xin cập nhật cho các bạn như thế. Và khi mà chúng ta nhìn những cái yếu tố mà liên quan đến cái cập nhật, thì xin thưa với các bạn là chúng ta cũng phải hiểu một điều, đấy là khi mà cái xung đột ở Trung Đông nó sẽ còn diễn ra và tiếp tục kéo dài, thì ngoài cái câu chuyện của cái anh Mỹ, từ anh Israel với lại cái anh Hamas, thì bây giờ còn đang tiềm ẩn một cái xung đột giữa Mỹ và Iran. Nếu các bạn đọc báo thì các bạn thấy rất rõ cái điều này, đó là báo mới gần đây thôi, là
Israel và Gaza thì đang vẫn còn lằng nhằng, nhưng mà bây giờ đã có những cái câu chuyện Mỹ mặc dù đã phủ nhận kế hoạch tấn công vào các mục tiêu của Iran, nhưng bây giờ Mỹ mà tấn công Iran một cái nữa thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra trong năm 2024 này đâu. Nếu mà nó đầu năm hoặc giữa năm gì gì đấy thì cũng giống như là cái đợt mà các bạn nhớ năm 2022 ngày 14 tháng 2 đúng không? Sau cái thế vận hội Olympic Bắc Kinh thì lập tức là cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra và nó đã thay đổi định hình toàn bộ cái kinh tế và xu hướng chính trị của thế giới cũng như kể cả friendshoring hiện nay mà tôi đang bàn với các bạn. Đấy. Thì đấy là một cái điều mà các bạn xin lưu ý cho. Phải đặc biệt lưu ý những cái tin tức như thế này. Đặc biệt lưu ý những cái tin tức như thế này. Đấy. Bởi vì cái sự mà leo thang về bạo lực ở giải Gaza ấy, nó chưa cho thấy một cái thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas đâu. Nó trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Bởi vì tất cả những cái đề xuất của Hamas đều bị phía Israel từ chối rồi. Và như tôi đã nói các bạn, Mỹ và Iran thì cũng nhích gần hơn tới một cuộc đối đầu trực tiếp. Khi mà lực lượng Mỹ gần đây đã tiêu diệt một cái chỉ huy phiến quân ở Iraq bằng một cái cuộc tấn công bằng con drone. Rồi cái cuộc tấn công này được tiến hành vào cái hôm ngày thứ tư tuần vừa rồi. Khi mà Mỹ công kích vào các khu vực ở Iraq và Syria, có lực lượng thân Iran và được Iran hậu thuẫn, thì tôi thấy là cái vấn đề này nó sẽ ảnh hưởng cái gì các bạn ạ? Nó sẽ ảnh hưởng thứ nhất là đến ngay cái giá dầu đấy. Cái giá dầu mà các bạn sẽ thấy rằng nó không xuống được. Cái căn nguyên mà IMF họ dự báo cái lạm phát ở cái mức khoảng 2,8%, 2,6-2,8% tại các nước phát triển. Và các nước đang phát triển là mức cao hơn là cái căn nguyên là cái giá dầu. Nếu mà cái giá dầu nó cứ tiếp tục mà duy trì ở cái vùng cao là khoảng trên 80 đô một thùng dầu, khoảng 70 mấy đô, 80 đô một thùng dầu thì rất khó để cái lạm phát nó đi xuống. Trong cái bối cảnh kinh tế thì đang gặp những cái vấn đề về hạn hán, rồi trái đất nóng lên dẫn đến cái sản lượng lương thực nó bị giảm sút thì cái lạm phát nó lại càng tăng lên nữa. Rồi các bạn biết cái vùng mà trồng ngũ cốc đúng không? Nổi tiếng của Ukraine thì bây giờ Ukraine không xuất khẩu một cách thoải mái, tự nhiên cái phần mà trồng ngũ cốc này qua Biển Đen đi trước mà phải thông qua các cái nước hỗ trợ. Và những cái xung đột của Nga-Ukraine thì tiếp tục đẩy cái giá lương thực nó ở mức cao. Đấy. Thì tất cả những yếu tố này nó sẽ tiếp tục là cái yếu tố ảnh hưởng tới cái vấn đề về lạm phát. Riêng về giá dầu thì các bạn lưu ý cho đó là theo như Bộ Năng lượng Mỹ họ mới dự báo gần đây thì sản lượng năm 2024 thì sẽ không tăng trưởng nhiều so với kỳ vọng đâu. Sẽ ít hơn so với kỳ vọng ban đầu. Và cái con số mà xuất khẩu dầu thô kỷ lục là 13,3 triệu thùng một ngày trong tháng 12 năm 2023 thì sẽ không thể đạt được so đến năm 2025. Và mặc dù vậy thì cơ quan năng lượng quốc tế họ cũng dự báo rằng là sản lượng thì có thể sẽ hồi phục nhưng mà sẽ giảm trong năm 2024. Đấy, sẽ giảm trong cái tháng còn lại. Và hiện nay thì Mỹ đang trở thành cái nhà sản xuất dầu lớn nhất trong lịch sử và quốc gia này đã tăng cường sản xuất nhiều dầu thô để đáp ứng được cái nguồn cung bị cắt giảm của OPEC cộng. Nhưng mà tôi tin rằng là cũng vẫn không đủ đâu các bạn ạ. Bởi vì hiện nay thì IEA họ ước tính cái sản lượng OPEC cộng sẽ đạt khoảng là 36,4 triệu thùng một ngày trong năm 2024 này. Nhưng và khoảng là 37,2 triệu thùng một ngày vào năm 2025. Nhưng mà so với cái mức bình quân 5 năm trước đại dịch ấy, vẫn là 40,2 triệu thùng một ngày thì cái mức này còn mức rất là thấp. Và sản lượng toàn cầu thì theo IEA họ vẫn nói rằng là nó sẽ EIA, xin lỗi các bạn, họ sẽ nói rằng là nó tiếp tục còn tăng. Do đó thì khi mà nhìn vào giá dầu thì các bạn cứ nhìn vào trong cái biểu đồ ở đây này thì bạn sẽ thấy rằng là cái giá dầu này nó sẽ tiếp tục cứ loanh quanh trong cái khoảng là 7. Hiện nay thì nó là đi là một cái xu hướng đi ngang. Rất khó để nó xuống dưới mức 72 đô và như tôi hay cập nhật với các bạn ấy, chỉ khi nào xuống dưới 72 đô các bạn, 70 đô một thùng, khi kinh tế Mỹ suy thoái. Đấy. Mỹ suy thoái thì chắc chắn là giá dầu sẽ xuống, bởi vì cái đây là cái nền kinh tế tiêu thụ dầu lửa lớn nhất thế giới mà.
Do đó thì chúng ta thấy rằng là giá dầu nó cứ sẽ loanh quanh, thậm chí là sẽ vẫn còn cái cơ hội để cái giá dầu nó bứt phá lên ấy. Lên vùng khoảng test lại cái vùng 80 mấy đô này này, bởi vì cái sự kiện địa chính trị gì đó tôi không biết. Nhưng đó là một cái điều mà sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề về lạm phát khi mà cái căng thẳng tại Trung Đông là cái xu hướng địa chính trị đầu tiên mà tôi vừa trình bày với các bạn ấy, nó tiếp tục leo thang. Đấy. Cái xu hướng thứ hai là như đã chia sẻ là cuộc chiến cô dâu 8 tuổi ở phim dài tập, thì cái vấn đề này là chúng ta luôn luôn thấy là cửa ngõ ở châu Âu ấy, về chiến tranh luôn luôn rình rập, và nhưng nó không lan qua được, nó chỉ dừng ở Ukraine thôi, và có lẽ Nga cũng không thể xúc tiến được thêm hơn đâu. Sẽ cái việc này sẽ tiếp tục đánh nhau, ảnh hưởng đến cả thế giới. Và một vài các cái xu hướng tiếp theo mà các bạn cũng cần phải lưu ý, đó chính là xu hướng friendshoring. Ấn Độ hưởng lợi, một số nước chưa thân thiện với Mỹ thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng. Sẽ ảnh hưởng lớn nhất thì các bạn nhìn thấy những thị trường về thị trường chứng khoán này, để các bạn thấy rất rõ ha. Thị trường chứng khoán thấy rất rõ. Đây, đây là cái biểu đồ giữa S&P 500, S&P 500 nha các bạn nhé, năm 2023 và đến đầu 2024. Và một bên là một cái chỉ số Shanghai Composite, thì thấy rất rõ. Thì Shanghai Composite trong cái năm 2023 vừa rồi là giảm tới là 21%, trong khi là S&P 500 mới tăng 28%, gần 28-29%. Đến thời điểm này nó tăng 30% từ đầu năm 2023 rồi, và nó đã vượt qua cái đỉnh năm 2022. Đây là cái biểu đồ ngày thôi. Đấy. Thì thị trường chứng khoán Mỹ là tăng, và như tôi đã nói với các bạn, lần đầu tiên nó vượt 5.000 điểm. Trong thời gian rất ngắn thôi, nhưng mà tôi nghĩ rồi nó sẽ điều chỉnh để tiếp tục vượt lên thôi. Còn chứng khoán Trung Quốc thì nó giảm từ cái thời điểm năm 2021 là khoảng 3.350 điểm, bây giờ chỉ còn 2.865 điểm thôi. Và cái quá trình này có lẽ là hy vọng là một quá trình tạo đáy, cũng rất khá là khó, nhưng mà nó cũng là một cái điều mà các bạn cần phải quan tâm nữa. Thì riêng thị trường Ấn Độ thì các bạn nhìn thấy rõ hơn ha. Ấn Độ hưởng lợi, Mỹ tăng 28% thì Ấn Độ cũng tiếp tục tăng. Và nếu các bạn nhìn từ suốt cái giai đoạn mà Covid-19 thì thị trường Ấn Độ lúc đó là 7.000 điểm, nó giảm từ cái mức cao là 12.400 điểm, nó giảm chưa đến một nửa, nhưng mà nó khoảng 40%. Thì từ 7.700 điểm mà khi cái con Covid-19 này nó tới, và cũng như cái cuộc chiến Nga-Ukraine nó đã định hình cái chiến lược friendshoring, thì lập tức tiền đổ vào Ấn Độ với cái tốc độ khủng khiếp và kỷ lục, đã đẩy thị trường chứng khoán Ấn Độ luôn luôn tăng trưởng cực kỳ mạnh. Không những vượt qua cái đỉnh cũ 12.400 điểm mà bây giờ nó đã gấp đôi cái đỉnh cũ rồi. Nghĩa là từ cái đáy của Covid-19 đến nay thì thị trường chứng khoán Ấn Độ đã tăng gấp 3 lần. Nó thúc đẩy bởi cái friendshoring. Và cái điều này nó lại thấy rõ hơn khi mà cái vốn nó đang rời bỏ cái gì các bạn ạ? Nó rời bỏ thị trường chứng khoán Trung Quốc, rời bỏ thị trường Trung Quốc luôn. Chúng ta nhìn thấy rằng là hiện nay thì Trung Quốc hiện nay đang thừa 50 triệu căn nhà, và hiện nay thì là một cái vấn đề cực kỳ lớn ha. Đấy. Hiện nay thì ở thị trường bất động sản Trung Quốc, nói chung là cái vấn đề đang là ở cái điểm là tồn kho dư thừa. Nếu mà tính hết vào cuối năm 2023 đó, sau khi cái diện tích dư thừa được tính bằng cách là theo Nikkei Asia họ lấy là tổng diện tích nhà được xây dựng trừ đi diện tích mặt sàn đã bán, thì hiện tại đang dư thừa là 5 tỷ mét vuông sàn. 5 tỷ mét vuông sàn này, giả sử mỗi một người là sử dụng hết là 100 mét vuông sàn. Đấy. Một căn nhà là 100 mét vuông sàn, cho có 3 người sinh sống, thì Trung Quốc hiện tại theo giả định là đang thừa khoảng 100 diện tích sàn xây dựng khoảng 150 triệu người. Đấy. Tương đương với 50 triệu căn nhà. Thì đây là một cái điều mà thấy tồn kho khủng khiếp và kỷ lục như vậy, đúng không các bạn? 2023 thì tổng diện tích mặt sàn bán được tại Trung Quốc chỉ 940 triệu mét vuông thôi. Tức là so với lại cái phần mà 5 tỷ mét vuông này thì nó tồn kho gấp 5 lần cái lượng bán. Thì so với lại năm 2021 là bán được 1,5 tỷ mét vuông.
thì bây giờ là chỉ bán được có 0,94 tỷ mét vuông. Và với việc thừa 5 tỷ mét vuông này, giả sử tốc độ bán là khoảng 1 tỷ mét vuông một năm, thì Trung Quốc cần phải 5 năm nữa để xử lý toàn bộ cái số hàng tồn kho này. Tất nhiên trong bất động sản thì người ta không bao giờ đợi đến khi là toàn bộ cái số hàng tồn kho được quét sạch thì người ta mới đầu tư mới. Nhưng tôi nghĩ là cũng phải quét được khoảng 3/5 hoặc là 4/5 thì người ta bắt đầu người ta đầu tư mới. Nhưng mà có một cái điều các bạn cũng cần lưu ý, đó là kinh tế Trung Quốc tại hiện nay đang bị rời bỏ bởi các cái tổ chức đầu tư, các quỹ đầu tư lớn thân với Mỹ. Rồi Hàn, Nhật cũng bỏ đi, đúng không? Là bởi vì Trung Quốc hiện nay đang có một cái cơ cấu dân số đang già đi. Năm 2020 thì Trung Quốc có 220 triệu người ở độ tuổi 30 trở lên. Đây là cái nhóm tiềm năng mua nhà, thì đến thời điểm này và dự báo là trong khoảng 10 năm tới thì nó chỉ còn là 160 triệu người thôi. Tức là cái số lượng người mua nhà nó sẽ giảm đi. Và vấn đề vỡ bong bóng của bất động sản Trung Quốc trong 5 năm tới thì nó sẽ không phải là vấn đề của riêng cái quốc gia này mà ảnh hưởng tất cả các quốc gia khác trên toàn cầu luôn. Vì thực tế ra khi mà khủng hoảng kinh tế Trung Quốc thì cái vấn đề ngân sách của các địa phương, các bạn nhớ cho, đó là Trung Quốc họ luôn luôn có một cái điểm, đấy là thiếu tiền thì họ sẽ đem đất ra họ đấu giá. Khi mà đấu giá thì sẽ có các cái công ty bất động sản địa phương, họ sẽ tham gia cuộc đấu giá và họ mua lại cái miếng đất đấy để phát triển dự án. Thì khi mua lại cái miếng đất và phát triển dự án như vậy thì họ sẽ có đóng góp lại ngân sách cho địa phương, và ngân sách địa phương được giải quyết. Nhưng khi thị trường bất động sản nó giảm sút như thế này thì cái vấn đề về cái câu chuyện liên quan tới ngân sách địa phương cũng gặp khủng hoảng. Và các LGFV, đúng không? Local Government Financial Vehicle, đó là điều mà tôi chia sẻ với các bạn rất lâu rồi, cũng sẽ gặp khó khăn vấn đề ngân sách và có thể sẽ dẫn đến cái phá sản hoặc không đầu tư được nữa. Thì cái vấn đề về bất động sản Trung Quốc và cái mô hình cũ kỹ của họ sẽ tiếp tục là một trong cái điểm mà sẽ không thu hút được nhà đầu tư nước ngoài, thậm chí là sẽ còn gặp rất nhiều vấn đề liên quan sình lầy trong vòng 1 đến 2 năm nữa của thị trường này. Vì thì đấy là cái xu hướng franchising, mà nhất là khi franchising nó xảy ra thì cái doanh nghiệp bất động sản xuất khẩu của Trung Quốc nó cũng lao đao luôn. Trước đây là anh có thể là mua bất động sản thì anh phải có dòng tiền, anh tham gia thì những bất động sản anh không có dòng tiền anh chết. Trước đây anh sản xuất được, anh xuất khẩu được thì anh có dòng tiền đóng cho bất động sản, hoặc là anh thậm chí còn dư tiền để mua bất động sản. Thế bây giờ là Mỹ với lại châu Âu là không chơi nhiều với Trung Quốc nữa, và Hàn, Nhật, Đài họ chuyển bớt những cái doanh nghiệp của họ sang Ấn Độ hoặc các cái quốc gia thân thiện hơn, thân thiện với Mỹ và thị trường châu Âu chẳng hạn. Thì rõ ràng là những cái doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ Trung Quốc lao đao trên cái bờ vực phá sản rồi. Đấy. Thì nó tạo ra một cái vòng gọi là luẩn quẩn ấy. Đầu tiên là giảm giá sản phẩm này, giảm lương nhân viên này, rồi người tiêu dùng không có tiền để mua sản phẩm. Nó cứ tạo ra một vòng luẩn quẩn như vậy. Và đặc biệt là vấn đề về xe điện. Xe điện này là một cái vấn đề gọi là một cái bom nổ chậm của nền kinh tế Trung Quốc. Tất nhiên nó phải trong quá trình consolidation, tức là sát nhập những cái công ty xe điện nhỏ trở thành một công ty xe điện lớn. Như BYD thì vẫn là một cái công ty lớn và rất là giàu có và tăng trưởng. Nhưng các cái công ty khác thì hiện nay đang chuẩn bị phá sản rồi. Nói chung những khó khăn nội tại nó đang xảy ra khiến cho cái việc dư thừa về công suất nó xảy ra khu vực tư nhân và có thể dẫn tới cái bề vực phá sản. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái xu hướng franchising nó đang diễn ra. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta nhìn nội tại vào thị trường Ấn Độ, các bạn thấy rằng hiện tại theo Bloomberg họ đang tin ý, là các nhà đầu tư hiện nay đã rút ra khoảng hơn 1 tỷ đô la trong suốt từ đầu năm đến giờ thôi để rời ra khỏi thị trường Trung Quốc. Và cứ 1 tỷ đô la rút ra khỏi Trung Quốc thì có đến 50 sen, tức là 1 đô la rút khỏi Trung Quốc thì sẽ có 50 sen, nghĩa là khoảng 50% sẽ tái đầu tư vào thị trường Ấn Độ. 1 tỷ đô rút ra khỏi Trung Quốc thì đến 500 triệu đô đầu tư tại Ấn Độ các bạn ạ. Và theo quỹ phòng hộ Marshall Wave, Wave có tài sản 62 tỷ đô la thì họ định vị Ấn Độ là quốc gia được mua dòng nhiều nhất, chỉ xếp sau Mỹ thôi. Những cái công ty con có trụ sở tại Zurich thì đều đưa Ấn Độ trở thành thị trường đầu tư mới nổi của mình lớn nhất. Đấy. Rồi thực tế là những ông lớn của phố Wall như Goldman Sachs, Morgan Stanley thì đều cho rằng Ấn Độ là điểm đến
trong cái xuống đầu tư trong 10 năm tới. Mà các bạn nhớ là cái này trở mặt rất nhanh. Mà trở mặt nhanh thì chỉ sau Covid thôi, bởi vì cách đấy khoảng độ tầm 20 năm thì những cái ông lớn như là Goldman Sachs và Morgan Stanley đều cho rằng Trung Quốc là cái điểm đến lớn nhất trên thế giới mà. Thế bây giờ chỉ sau mỗi cái Covid-19, sau cái Zero Covid của Trung Quốc, sau cái chuỗi đứt gãy chuỗi cung ứng và cuộc chiến tranh Nga-Ukraine thì cái địa chính trị thế giới xoay trục. Và bây giờ Ấn Độ được hưởng toàn bộ những cái khoản đầu tư lớn của những cái ông lớn này. Thì các bạn biết là trong 20 năm qua là GDP của Ấn Độ đã tăng từ $500 lên $3,500 tỷ rồi. Và nếu mà cứ tiếp tục tăng 7% như thế này thì người ta dự kiến rằng là Ấn Độ sẽ trở thành một cái thị trường chứng khoán lớn thứ 3 thế giới. Và giữa tháng 1 thì thị trường chứng khoán Ấn Độ đã vượt Hồng Kông để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 4 toàn cầu rồi. Và đến 2020 là thị trường Ấn Độ sẽ trở thành thị trường gọi là hàng đầu thế giới đấy, xuống đứng thứ 3. Thì tôi cho rằng đấy là cái phần mà các bạn cũng cần phải quan tâm. Bởi vì nếu mà chúng ta không quan tâm thì chúng ta sẽ mất đi cái góc nhìn mang tính chất là vĩ mô. Bởi vì hiện nay thì đối với lại một số các cái nhà đầu tư thì đặc biệt là xuất khẩu ấy. Xin lỗi các bạn một chút xíu, tôi cắm cái gì sạc ra. Thì các cái nhà xuất khẩu và những cái người làm du lịch, tôi thấy là đang rất là nhanh nhạy khi mà thu hút thêm những cái khách du lịch từ thị trường Ấn Độ. Tại Hà Nội bây giờ các bạn thấy là khách Ấn Độ đang khá là tràn ngập. Những cái khách sạn tại phố cổ đang thu hút những cái khách du lịch từ Ấn Độ rất lớn. Thí dụ như những hãng hàng không như là Vietjet, họ cũng khai thác thị trường Ấn Độ mạnh hơn. Rồi những cái sự hợp tác với lại kinh tế Ấn Độ của chúng ta đang ngày một tăng lên, bởi vì Ấn Độ là cái điểm đến tiếp theo của tiền mà. Thế nên là chúng ta phải nắm bắt thông tin. Rồi Ấn Độ có thể nhập khẩu những sản phẩm gì của Việt Nam, nông sản thì họ cũng dồi dào, nhưng có lúc họ thiếu, đúng không? Thì làm thế nào để mà khai thác được cái thị trường này khi mà dòng tiền đang tìm đến và bổ trợ cho sự phát triển của họ, đấy là một trong những cái điều mà tôi nghĩ là một cái câu hỏi của những nhà kinh doanh và đầu tư có thể kể tới. Riêng cá nhân một số anh em thì cũng hay mua các cái chứng chỉ CFD của chỉ số Ấn Độ 50 ấy, thì tôi thấy cũng thắng rất là lớn cùng với lại thị trường chứng khoán Mỹ. Đấy là cái mà chúng ta có thể để ý tới. Còn cái chuyện xu hướng về nóng lên của toàn cầu xuống ESG thì cái này không thể không bàn được. Bởi vì bây giờ cái câu chuyện chứng chỉ carbon và xu hướng nóng lên của toàn cầu đó là một cái xu hướng lớn ảnh hưởng đến các cái doanh nghiệp trong việc lựa chọn khi mà mua chứng chỉ carbon để xuất khẩu sang châu Âu, đặc biệt là châu Âu đấy, là trong thời gian tới. Và trong năm 2024 thì sẽ là một cái năm đối với Việt Nam là El Nino kéo dài ít nhất là hết tháng 6 năm 2024 này, sau đó sẽ chuyển sang cái La Nina. Nhưng mà các bạn sẽ chứng kiến thấy ở miền Bắc, bây giờ tôi đang quay với các bạn thì mặc áo rét lạnh khoảng độ 12 độ, nhưng mà tôi tin rằng là sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ thấy là các cửa hàng điện máy rồi hơi máy lọc nước, máy làm mát ấy, hay là cái nắng nóng nó sẽ quần người dân trong khoảng thời gian tháng 4, tháng 5 tới. Đấy là một cái năm, bởi vì 2023 là một năm nóng kỷ lục rồi mà. Thì các bạn cũng có thể là theo dõi cái vấn đề như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta nói sang cái phần chủ đề điểm chính của cái video ngày hôm nay, là dựa trên những cái tổng quan về vĩ mô và các xu thế chính về kinh tế và địa chính trị như vậy, thì chúng ta nên đầu tư cái gì, kinh doanh cái gì. Thì xin thưa với các bạn là như thế này, một vài dự báo của tôi về cái kinh doanh năm 2024 như sau, và đầu tư như sau. Đối với tôi thì cái kinh doanh nó có thể sẽ cái kinh doanh nói chung, cái business ấy, của Việt Nam mình nói chung, thì mặc cho những cái khó khăn về số doanh nghiệp hiện nay đang phá sản từ tháng 1 năm 2024 là lên mức kỷ lục. Nói chung là họ tạm dừng kinh doanh và doanh nghiệp giải thể, làm thủ tục giải thể thành công v.v. Thì tôi tin rằng là cái năm 2024, cái nửa đầu năm vẫn còn khó khăn. Đấy. Nhưng mà bắt đầu từ khoảng nửa cuối 2024 thì nó sẽ tốt hơn.
và những ngành hàng thiết yếu như là ăn uống, kinh doanh thực phẩm có thể sẽ hồi phục tốt. Và đặc biệt nó sẽ hồi phục tốt hơn vào cuối năm. Cái Tết năm nay thì các bạn sẽ thấy rằng là khá buồn khi mà mua bán ấy, nó chậm. Và ở khi mà tôi về quê thì tôi thấy một điều là cái đời sống của tiểu thương và kể cả những người dân ấy cũng yếu hơn, cũng khó khăn hơn. Bình thường mọi năm là các bạn thấy là đến ngày 30 Tết là không ai người ta bán hàng hết ấy. Hoa hay là những cái mặt hàng kinh doanh thì chỉ khoảng đến bán đến khoảng 10 giờ trưa, là 11 giờ trưa là người ta nghỉ. Nhưng mà lần đầu tiên sau rất nhiều năm thì tôi lại chứng kiến thấy là tiểu thương kinh doanh hoa hay là tất cả mọi thứ thì lại phải bán hàng tới tận tối mịt, thì khoảng tầm 5 giờ, 6 giờ tối. Và còn rất nhiều những cái mặt hàng họ tiếp tục họ mang ra là, và giá giảm đi, họ không vứt đi. Mà cũng rất nhiều người mua vì người ta tranh mua giá rẻ, người ta đợi giai đoạn sale off như thế này để người ta mua sắm Tết. Thì cái đó là một cái mà chúng ta có thể nhìn thấy. Nhưng sang 2024 thì kinh doanh theo tôi nói chung sẽ khởi sắc hơn, bắt đầu vào nửa cuối năm. Đầu năm thì có thể là vẫn còn khó. Bởi vì cái xu thế mà dòng tiền nó bị hút trở về chính quốc như thế này này. Cái xu thế mà dòng tiền nó bị hút trở về chính quốc, đặc biệt là một cái quá trình mà Mỹ tăng trưởng và chiếm tới 49% GDP, xin lỗi các bạn, 49% vốn hóa của toàn cầu, tiền bị rút ra khỏi thị trường mới nổi rồi đổ vào Trung Quốc, đơn hàng đơn hiếc là nó cũng sẽ tập trung vào Bangladesh và Ấn Độ, kể cả dệt may da giày vân vân ấy, thì tiền nó bị rút về Mỹ, về Trung Quốc, về Mỹ, về các nước mà thân thiện với Mỹ. Thì cái công việc cho những cái thị trường lân cận để mà thích nghi trong một thời gian ngắn là tương đối khó khăn. Do đó cần một thời gian để mọi người có thể là sẽ quên đi. Và đối với người Việt Nam mình khi kinh doanh thì cũng khá là resourceful, tháo vát, cho nên sẽ cần một thời gian để tiếp tục điều chỉnh kế hoạch và chiến lược kinh doanh. Thì tôi nghĩ là các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm ăn uống năm sau sẽ là cái năm tốt. Một năm tốt và nó sẽ hồi phục cái số lượng việc làm và bắt đầu vào thời điểm mà Fed hạ lãi suất vào thời điểm tháng 5 năm 2024 này. Thì đấy là cái dự báo về mặt kinh doanh của tôi. Nói chung là về mặt kinh doanh để kiếm tiền năm sau thì cũng còn khó. Nếu các bạn mở kinh doanh đầu tư thì nên tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu. Ăn, chủ yếu là ăn hay là thực phẩm, ăn uống thì khó thể cắt. Vẫn cắt đi ăn ngoài nhưng mà về cơ bản thì nó vẫn còn duy trì được những mức căn bản. Đấy. Còn đối với tiết kiệm thì theo tôi thì 2024 sẽ là một cái năm mà những ai gửi tiết kiệm sẽ có hiệu suất đầu tư rất kém, hiệu suất kém, lạm phát vào khoảng 4% mà bây giờ gửi tiết kiệm được có khoảng như Agribank, BIDV rồi Vietcom đúng không, Viettin khoảng 5% 12 tháng thế này thì không ăn thua. Đấy. Đặt trong cái bối cảnh đó thì bạn sẽ thấy rằng là cái kênh đầu tư về vàng nó sẽ lên ngôi. Vàng không phải lên ngôi mà kênh giữ tài sản các bạn. Kênh giữ tài sản bởi vì nếu mà các bạn nhìn thấy như là hiện nay thì đây là cái tỷ giá, cái giá vàng nó, tôi thấy nó rất cao và nó chênh so với thế giới. Nhưng mà vấn đề ở đây là khi mà cái tiết kiệm ở cái mức thấp như thế này, lãi suất là khoảng có 5% một năm thôi, thì đối với kênh vàng theo tôi thì vàng sẽ tiếp tục là một kênh phòng thủ tốt của năm 2024 và khả năng giá sẽ biến động cùng chiều với lại cái biến động của ngoại tệ. Thì về vàng tôi đã có hàng hơn chục video về vàng rồi. Từ năm 2019 tôi đã nói các bạn là vàng luôn luôn là một kênh đầu tư phòng thủ tốt và nó sẽ đi biến động, năm nay nó sẽ biến động cùng chiều với biến động của ngoại tệ. Bởi vì cái kỳ vọng lãi suất được hạ từ tháng 5 năm 2024, những cái xung đột tại Trung Đông, tiềm năng, lãi suất tiết kiệm thấp, bất động sản hay thanh khoản kém và kinh doanh chưa có dấu hiệu phục hồi, nó sẽ là một trong những cái yếu tố khiến cho vàng nó sẽ giữ giá. Và tôi cũng có nói các bạn là các bạn có thể không mua cái vàng miếng vuông, nhưng bạn có thể mua những cái vàng nhẫn tròn hoặc là vàng nguyên liệu. Thì những cái đó thì là cái mà tôi thấy là nó sẽ là một cái năm mà
người ta có ít tiền thì người ta sẽ mua vàng ấy. Người ta không có tiền mua bất động sản, người ta sẽ mua vàng và đặc biệt là sẽ giữ tiền khá là tốt. Đấy, đấy là cái điều mà tôi sẽ nhìn thấy. Còn đối với lại kênh trái phiếu ấy thì tiếp tục sẽ là một kênh mà theo tôi là một kênh có performance yếu. Nói chung trái phiếu thì đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp, cái niềm tin sau cái vụ ECB, vụ SCB và vụ Vạn Thịnh Phát thì nó còn thấp, nó còn yếu lắm, niềm tin nó còn thấp lắm. Hiện nay thì trái phiếu nó có chia ra làm trái phiếu của ngân hàng, thì trái phiếu ngân hàng thì cái yield nắm giữ, tức là nó gọi là hold to maturity ấy, là nắm giữ đến lúc mà đáo hạn thì nó vào khoảng từ 5 đến 7%. Thế còn trái phiếu của các doanh nghiệp mà nắm đến ngày đáo hạn thì cái yield của nó là khoảng 7 đến 12%, nhưng mà thanh khoản rất chậm. Một số các cái junk bonds, tức là những cái trái phiếu rác của một số doanh nghiệp, tôi gọi là rác là bởi vì những cái trái phiếu này có tỷ suất lợi nhuận HTM, tức là held to maturity rất cao. Cá biệt có những doanh nghiệp lên tới 21,25%, 23%, thậm chí 27%. Nhưng mà những người mà sở hữu những cái trái phiếu này phải hiểu là nếu như cái yield của HTM mà nó lên tới 27-20% thì có nghĩa là sẽ mất trắng nếu doanh nghiệp người ta không trả lãi, không trả gốc đúng đúng hạn. Chính bởi vậy cho nên là cái yield của họ mới lên tới 20 mấy%. Đấy. Thì năm tới là một cái năm mà tôi đã cập nhật với các bạn rồi là đáo hạn trái phiếu kỷ lục luôn. Hiện tại thì tính hết ngày mùng 2 tháng 2 thì có khoảng là 1,24 triệu tỷ trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành. Đấy. Trong đó là có 1,1 triệu tỷ trái phiếu là riêng lẻ. Mà hiện nay thì trong 1,1 triệu tỷ đấy thì có khoảng 384.000 tỷ là trái phiếu ngân hàng. Trái phiếu của doanh nghiệp riêng lẻ là 722.000 tỷ, 723.000 tỷ đấy. Đấy. Của các doanh nghiệp phi ngân hàng thì trong số này bất động sản chiếm nhiều nhất với 382.000 tỷ. Trái phiếu ngành xây dựng thì là khoảng 72.000 tỷ và ngành du lịch và giải trí là khoảng 75-76.000 tỷ. 75.800 tỷ đấy, số liệu đến ngày 2 tháng 2. Thì hiện tại là ba cái lĩnh vực về bất động sản, xây dựng và du lịch và giải trí, đặc biệt là những cái ngành du lịch ấy, thì hiện nay lên tới là 70 mấy nghìn tỷ. Thì theo tôi năm sau thì cái mức mà để mà thu hút được người dân mua trái phiếu thì vẫn còn khó. Giống như con chim sợ cành cong, họ phải mất một thời gian để quên đi những cái sự kiện đã xảy ra. Và cùng với việc nắm giữ trái phiếu thì được bắt đầu được trả lãi đều đặn trong một khoảng thời gian dài, vài năm thì nó mới quên đi. Nhưng mà đối với tôi thì lĩnh vực về trái phiếu là lĩnh vực thứ tư. Thì theo tôi năm sau thì cái trái phiếu nó vẫn còn có thanh khoản chậm và nó cũng chưa phục hồi được. Đấy. Đẩy sang một cái nữa là chúng ta hãy nói về bất động sản. Bất động sản thì sao các bạn? Bất động sản thì sao? Bất động sản. Bất động sản thì sao? Thì thực tế với các bạn là bất động sản cùng với trái phiếu doanh nghiệp nhìn chung sẽ là một cái năm mà không thuận. Nếu mà chúng ta nhìn kể về các cái phong thủy của các cái thầy phong thủy ở Hồng Kông, họ có dự báo trên các cái tạp chí về đầu tư, hay một số thầy phong thủy ở Malaysia họ dự báo, thì kết hợp lại cho vui thôi, thì chúng ta cũng thấy rằng là bất động sản năm tới là chưa hồi phục được. Nhưng mà cái bất động sản thì nó có cái hay là nó phân hóa. Tí gạn đục khơi trong thì nó vẫn có một vài phân khúc mà có thể sẽ có cái cơ hội. Đấy. Thì nếu mà chúng ta điểm qua là nó bất động sản thì nó chia ra thành các phân khúc là đất nền tỉnh này, rồi văn phòng cho thuê này, nhà mặt phố shop house, chung cư cao cấp, chung cư bình dân, bất động sản khu công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng và các cái trung tâm mà các cái vị trí thuê của các cái one stop shop, là những trung tâm thương mại đấy. Thì xin thưa với các bạn là như thế này này. Về tổng thể thì bất động sản nó suy yếu, trừ một vài phân khúc có nhu cầu thực sự. Cái yếu tố tiêu cực đó là
cái thu nhập của người dân hiện nay đang bị suy giảm, tiết kiệm bị giảm đi và giá nền của bất động sản sau cái cơn sốt cũng rất là cao. Nhưng cái điều tích cực cho bất động sản đó là lãi suất thấp. Thế thì tôi đánh giá một vài những cái tác động và đến cái bất động sản như sau. Một, đối với lại cái điều mà không tốt năm 2024 thì đất nền ở tỉnh, ở thành phố tôi nghĩ là vẫn còn tiếp tục ở cái trạng thái là giá giảm nhẹ và đóng băng vào mặt thanh khoản. Cái thứ hai là cái thị trường về bất động sản nghỉ dưỡng, condotel là pháp lý rồi các thứ là nó sẽ, với lại nhu cầu thực nó sẽ chưa phục hồi, vẫn còn đóng băng. Cái bất động sản ở văn phòng cho thuê với sự sụt giảm của doanh nghiệp, đặc biệt đầu năm, rồi nhà mặt phố, shop house là những cái loại vị trí bất động sản mà bây giờ với cái xu hướng online hóa, TikTok hóa, bán hàng online, live stream bán hàng thì người ta không cần phải thuê nhà mặt phố, mà đặc biệt nhà mặt phố mà bây giờ với sự xu hướng phát triển của xe hơi thì không ai mà thuê nhà mặt phố, kể cả làm cà phê, quán ăn. Bởi vì cà phê, quán ăn nó chỉ phù hợp với lại những cái người mà đi xe máy thôi. Mà giờ với nhu cầu xã hội phát triển lên cao thì ai cũng có một cái con xe hơi. Con xe hơi thì không thể nào đậu ở ngay một cái đường như, như phố Huế này, hàng ngang, hàng đào để mà ăn được cả. Phải không? Phố Huế rồi hay là đậu ở phố Bà Triệu hay là Hai Bà Trưng để mà ăn hàng được. Do đó thì các cái quán ăn người ta cần cái chỗ đậu xe. Để cái shop, giá của các mặt bằng cho thuê ở các cái shop mặt phố ấy, và các shop house nói chung ở chung cư nó cũng sẽ giảm xuống, với giá nó cao, nhu cầu giảm và cái xu hướng online hóa tất cả hoạt động kinh doanh. Do đó thì đất nền tỉnh, văn phòng cho thuê, nhà mặt phố, shop house, rồi bất động sản nghỉ dưỡng, rồi chung cư cao cấp, giá đi ngang, nhu cầu giảm và giá thuê giảm. Thế nhưng mà trong cái bức tranh nó nhiều màu xám của bất động sản thì vẫn còn, theo tôi là vẫn còn hai cái phân khúc mà có thể thanh khoản sẽ tốt hơn. Đấy là chung cư bình dân, chung cư trung cấp. Giá nó sẽ có thể nhích nhẹ, tăng nhẹ và cái thanh khoản nó sẽ cao bởi vì cái nhu cầu nó ở thật. Rồi với cái lãi suất thấp thì cái nhu cầu thật nó sẽ vẫn có, và gia đình mà có độ tuổi trên 30 tuổi, giống như tôi nói các bạn về thị trường bất động sản Trung Quốc thôi, là cũng phải cần mua nhà, thì người ta sẽ mua những cái bất động sản trung cấp và bình dân. Và thanh khoản tôi nghĩ là sẽ tốt. Còn thứ hai nữa cũng tốt, đó là các cái nhu cầu đối với các mặt bằng, đặc biệt ở những nơi traffic cao của cái mô hình kinh doanh khu thương mại tập trung, one stop shopping. Mà one stop shopping giống như là Aeon Mall hoặc là Crescent Mall hay gì gì đấy, thì các bạn sẽ thấy là những cái nơi như thế thì gia đình sẽ đưa con tới để mà ăn uống cuối tuần, shopping hoặc là vui chơi, xem phim, giải trí cuối tuần. Thì cái nhu cầu thuê mặt bằng tại những nơi đó để kinh doanh, nó kinh doanh có hiệu quả thực sự thì nó sẽ gia tăng lên. Thì đấy là cái mà về bất động sản nhìn chung là tổng thể là suy yếu, thanh khoản yếu, nhưng một vài phân khúc thì có thể là sẽ có cái cơ hội. Thế thì bây giờ chúng ta nói về ngành chứng khoán. Ngành chứng khoán là cái điều mà bạn quan tâm và những cái mã mà bạn cần phải theo dõi trong năm tới là gì. Thì theo tôi thì chứng khoán năm tới sẽ là một cái năm mà tương đối là gọi là có khả năng phát triển, là bởi vì cái lãi suất nó thấp và tiền nó vẫn còn rẻ. Thế thì mình điểm nhanh qua những cái ngành mà và những cái cổ phiếu triển vọng của từng ngành một. Thế ngành ngân hàng ấy thì tôi thấy là mặc dù đã có cái đợt tăng giá từ ngày 23 tháng 12 năm 2023, nhưng mà khi cái nhu cầu tăng vốn của các cái ngân hàng tăng vốn điều lệ nó còn lớn, đó là phát hành trái cổ phiếu để tăng vốn, rồi phát hành trái phiếu để mà tăng vốn kinh doanh, để bao phủ nợ xấu tốt hơn, để phòng chống những cái nợ xấu bất động sản, kết hợp với lại cái môi trường lãi suất thấp sẽ thúc đẩy cái gia tăng cái NIM, tỷ lệ lợi nhuận ấy, cũng như là ứng dụng công nghệ trong ngành ngân hàng, đặc biệt là eKYC và những cái thanh toán không tiền mặt, chuyển khoản. Thì tôi nghĩ rằng là cổ phiếu ngành ngân hàng có thể tại cái thời điểm tôi làm cho các bạn
ngày mùng 3 Tết này, tôi nghĩ rằng năm tới cổ phiếu ngành ngân hàng có thể tiếp tục tăng và dẫn dắt index do cái tỷ trọng đóng góp của vốn hóa lớn trong cái index. Và một số cổ phiếu ngân hàng đáng chú ý bạn có thể để ý tới là Vietcombank, BIDV, CTG, MBB, ACB, Sacombank, Tiên Phong Bank và VPBank. Thì trên cái phần mềm và platform Kungfu Stock Pro thì chúng tôi đã tiến hành so sánh tất cả những cái chỉ tiêu về đến hết quý 4 về lãi thuần từ hoạt động thu phí dịch vụ, doanh thu hoạt động, chi phí hoạt động, lợi nhuận sau thuế, ROEA, ROAA, NIM, Cost to Income Ratio là CR, CASA, rồi dư nợ vay trên tổng tài sản có, hay là tỷ lệ bao phủ nợ xấu, hay tỷ lệ nợ xấu non-performing loan. Thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái ngân hàng mà chúng tôi đưa cho các bạn là những ngân hàng mà chúng tôi lựa chọn là có những cái sức khỏe của tài chính tốt và dựa trên như cái nhu cầu tăng vốn và môi trường lãi suất thấp, thúc đẩy NIM và ứng dụng công nghệ thì có thể kéo cái đà tăng của cổ phiếu ngân hàng trong trung hạn. Đối với ngành chứng khoán thì theo tôi, mặc dù đã có nền giá cao, định giá rất cao rồi, đúng không? Nhưng mà khi lãi suất tiết kiệm ở mức thấp như hiện tại khoảng 5%, dưới 5% và thanh khoản tại thị trường chứng khoán còn cao thì ngành chứng khoán có thể tiếp tục sẽ tăng giá trên nền cao. Đấy. Và một số cổ phiếu đáng chú ý thì các bạn sẽ để ý thấy có SSI, VND, VCI, HCM, MBS, VIX, BSI, FTS và CTS. Đối với ngành chứng khoán là như vậy. Đối với ngành thép thì cái không tốt đấy, nó là chính là cái áp lực cạnh tranh tại thị trường nội địa do cái thép nhập khẩu lớn từ Trung Quốc. Hiện nay bất động sản Trung Quốc đóng băng thì cái dư tồn kho về thép và vật liệu xây dựng rất lớn. Họ sẽ xuất khẩu tràn đi Mexico, châu Âu, Ấn Độ vân vân. Và có thể sang cả Việt Nam mình. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta thì cái chủ đề đầu tư công vẫn tiếp tục thúc đẩy và chúng ta có thể cạnh tranh cái thị trường xuất khẩu tại Âu và tại Ấn Độ. Thì có thể là cái triển vọng nó vẫn có cho cái ngành thép. Mặc dù có áp lực cạnh tranh nội tại nhưng mà có thể xuất khẩu. Thế thì chúng ta sẽ theo dõi ba cái cổ phiếu đó là Hòa Phát, Nam Kim và Hoa Sen. Riêng Hòa Phát thì các bạn đặc biệt chú ý bởi vì đây là cái cổ phiếu mà như xe lưu và nó nằm trong tỷ trọng lớn của quỹ ETF Fubon và rất nhiều quỹ đang nắm ETF là nắm Hòa Phát. Đối với lại ngành bất động sản thì tôi cho rằng là sự phục hồi nó của cả ngành nó là yếu đấy. Do nền tảng FA nó chưa vững vàng và đáo hạn trái phiếu kỷ lục 2024. Nhưng dù vậy thì vẫn có một số các cái cổ phiếu mà cũng có thể theo dõi. Ví dụ như Vinhome, 55, DG, Phát Đạt và RE. RE thì nó lai về năng lượng và bất động sản nhưng mà thôi cứ theo dõi cả RE. Đối với lại ngành bất động sản khu công nghiệp thì như đã phân tích đó là cái câu chuyện về có thể là nếu chúng ta rơi vào danh sách franchising thì sẽ rất tốt. Giá của bất động sản khu công nghiệp tại miền Nam và miền Bắc cho thuê cũng tăng lên rồi. Nhưng tôi muốn cái sự xu hướng của các cái FDI đầu tư mới và cam kết đầu tư và cam kết giải ngân nó tiếp tục tăng mạnh trong năm 2024 này. Và chúng ta nhìn xem chúng ta có hợp tác với Ấn Độ như thế nào, rồi Mỹ và các đồng minh như là Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ đầu tư tiếp vào Việt Nam ra làm sao. Thì tôi hy vọng là một con xu hướng tốt. Và cái bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024 thì có thể sẽ là một cái nhân tố quyết định đến cái sự phát triển của cái ngành này. Tôi sẽ dõi theo hàng loạt những cái mã mà có nền tảng cơ bản tốt như là Kinh Bắc, Sona Đề Di, SSC, Long Hậu, GVR, BKMX, Phước Hòa, TIP, IDC là những cái mã mà tôi sẽ đưa vào cái danh sách theo dõi của tôi đối với bất động sản khu công nghiệp năm 2024. Còn đối với lại ngành triển vọng tiếp theo mà tôi nghĩ các bạn cũng biết rồi là El Nino sẽ kéo dài đến hết tháng 6 năm 2024 và một cái quy hoạch điện 8 sẽ làm cái năm rất tốt với giá điện tăng lên vân vân của cái ngành năng lượng. Thì tôi sẽ theo dõi những cái mã như là GAS, PC1, TV2, Thiên Vương 2, điện gió PVS, dịch vụ PVD, lô khí 1 BO Môn, rồi NT2, QITP,
Thậm chí các bạn có thể theo dõi thêm cả cổ phiếu PAL nữa, đúng không? Đó là cái cổ phiếu về năng lượng và quy hoạch điện 8. Đối với ngành đầu tư công thì đương nhiên là sẽ ảnh hưởng, hưởng lợi từ quá trình thúc đẩy đầu tư công mạnh mẽ của chính phủ đấy. Và chính sách tài khoá phải tiếp tục mở rộng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là những cái mã mà tôi theo dõi đó là Vinaconex, HHV, LCG, KHB, Đà Hoa An, thì những cái doanh nghiệp này cung cấp cái đất nền rồi đá cho các cái cao tốc ở khu vực phía Nam đấy. Thì Tết rồi các bạn thấy là vẫn đang thi công rất là quyết liệt tại sân bay Long Thành, nên là đối với tôi top choice vẫn là VCG. Đối với ngành phân bón thì nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ xuất khẩu. Năm tới các bạn nhìn thấy là nông nghiệp về cà phê của chúng ta là tiếp tục thuận này. Rồi sầu riêng là sẽ phải xuất khẩu được vài tỷ đô la. Đấy. Và lúa gạo tiếp tục xuất khẩu cao kỷ lục. Thì tôi sẽ tiếp tục theo dõi những cổ phiếu mà có nền tảng FA tốt như là Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ, BFC, LAS và DGC là những cổ phiếu ngành phân bón. Còn đối với ngành công nghệ sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững với xu thế chuyển đổi số thôi. Mặc dù giá nó cao rồi nhưng mà các bạn vẫn có thể theo dõi được FPT và CMC. Cái xu thế phát triển công nghệ nó vẫn là một cái xu thế lớn, không thể thay đổi được, bên cạnh cái xu thế về ESG. Một số các cái ngành nữa mà các bạn có thể quan tâm là ngành bán lẻ. Theo tôi thì ngành bán lẻ năm sau có thể phục hồi từ kết quả kinh doanh thấp và yếu, đặc biệt bắt đầu nửa cuối năm 2024 như tôi đã chia sẻ với các bạn ấy. Nhưng các bạn cần phải chú ý với những cổ phiếu có nền giá cao và giá cao rồi thì có thể sẽ mang lại hiệu quả thấp trong 2024. Nên các bạn có thể theo dõi DigiWorld, Thế Giới Di Động, FRT, PET và HUT. Riêng HUT thì các bạn sẽ thấy là tại sao nó không phải là ngành xây dựng hạ tầng, vì cổ phiếu này vừa mới sát nhập với Savico. Savico là một cái doanh nghiệp bán lẻ về xe hơi, nên tôi phân loại nó trở thành một cái doanh nghiệp bán lẻ nhiều hơn là một cái doanh nghiệp mang tính chất là xây dựng. Và HUT thì nó có thêm cái VETC là cái thu phí không dừng, thì nó cũng vừa lai lai hạ tầng vừa lai lai bán lẻ. Nếu mà bán được cả bảo hiểm nữa thì các bạn theo dõi những cổ phiếu này. Còn đối với ngành tiếp theo tôi quan tâm đó là ngành hàng không. Thì hàng không năm tới với sự hồi phục của khách quốc tế hiện nay, đặc biệt là Hàn Quốc, Ấn Độ tràn sang Việt Nam và các quốc nội đã hồi phục ấy, thì các bạn có thể theo dõi là những cổ phiếu như Hàng không Việt Nam, Vietjet, SCS, NCT cũng có thể theo dõi, đúng không? NCT, rồi SAS, rồi AST là những cổ phiếu thuộc ngành hàng không. Và một cái xu hướng tiếp theo tôi muốn nói chuyện với các bạn đó là cái xu hướng của những doanh nghiệp phát triển đặc chuẩn bền vững ấy. Thì tôi đã nói với các bạn ngành thực phẩm chưa nhỉ? Ngành thực phẩm cũng sẽ phát triển, rất phát triển năm tới. Tôi sẽ copy cái này. Tôi quên mất chưa chuẩn bị cho các bạn là một cái ngành thực phẩm. Đúng không? Ngành thực phẩm sẽ là ngành phục hồi cùng với bán lẻ đấy. Bền vững. Phục hồi. Từ nền giá thấp. Thì tôi sẽ để ý rất nhiều trong ngành thực phẩm thì... Tôi để ý đến Vinamilk, đến Pan, đến Masan, đúng không? Đến đường, mía đường, đúng không? Vân vân. Thì các bạn có thể để ý. Tôi nghĩ là... Nhưng mà cái xu hướng mà các bạn cần lưu ý đó, xu hướng của những doanh nghiệp đặt chuẩn ESG. E nó stand for cái environmental, tức là về môi trường. S là trách nhiệm xã hội, social responsibility, và G là governance, quản trị. Thì có những doanh nghiệp lớn ở Việt Nam như là Vinamilk, Gas, FPT và Pan là những doanh nghiệp mà tôi nghĩ là họ quản trị rất là tốt. Thì bởi vì tại sao? Bởi vì đối với lại chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh năm 2021-2030 thì đây là của Việt Nam mình đã đưa ra là kinh tế số, và đặc biệt liên quan tới vấn đề về xanh sạch và ESG ấy, phù hợp với lại tiêu chuẩn của châu Âu, thì tôi tin rằng là các bạn sẽ thấy rằng là những cái doanh nghiệp mà đặt tiêu chuẩn ESG sẽ là doanh nghiệp thu hút rất nhiều cái tiền của những nhà đầu tư bền vững. Đấy. Thì trên đây là những cái chia sẻ của Thái Phạm liên quan đến việc đầu tư gì để kiếm tiền
và kiếm được rất nhiều tiền, kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền 2024. Đây là phần 1. Phần 2 thì sẽ ra mắt vào đầu tháng 7 năm 2024. Nhưng mà chúng ta sẽ tổng kết lại những gì tôi đã chia sẻ với các bạn đầu năm về những cái ngành nghề triển vọng, về kinh doanh, về bất động sản, về vàng, về trái phiếu, về ngoại tệ. Có một cái thị trường mà rất nhiều người hỏi tôi đó là crypto thì sao, thì tôi nghĩ là crypto cũng sẽ là một năm tốt trong năm 2024. Thì video hiện nay thì cũng đã kéo dài và tôi hứa với các bạn ra mắt nó vào dịp Tết năm 2024 này và ra mắt vào ngày mùng 3. Thì xin thưa với các bạn là nó đã được mở cho các bạn và tôi hy vọng rằng là với cái sự review của tôi về tất cả các ngành nghề như vậy, từ chứng khoán, thép, ngân hàng, bất động sản, rồi ngành bất động sản trên đời thực nói chung, vàng, tiết kiệm, trái phiếu, v.v. thì đã giúp cho các bạn có góc nhìn tổng thể. Đặc biệt các bạn lưu ý cho về những cái xu hướng địa chính trị và kinh tế nổi bật và đáng quan tâm nhất trong năm 2024. Bởi vì chúng ta cũng không thể biết là có những cái sự kiện thiên nga đen nào có thể xảy ra. Giống như ngay từ đầu video tôi đã nói, nếu chúng ta dự báo có những cơn bão ập tới, thà là cứ chuẩn bị rồi bão không xảy ra sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chúng ta không chuẩn bị mà lại còn chủ quan và bão nó xảy ra thì nó thôi quét sạch mọi thứ của chúng ta đã từng có. Đấy là cái chia sẻ của Thái Phạm. Và tôi hy vọng rằng là cái chia sẻ của tôi đã mang lại những gợi ý về đầu tư tốt cho tất cả mọi người. Một lần nữa thì các bạn nhớ lưu ý giúp cho đối với lại cái tuyên bố miễn trách của Thái Phạm và của team. Đó là đây là quan điểm của cá nhân tôi. Tôi có thể không đúng nhưng sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Và các bạn hãy tự chịu trách nhiệm cho cái hành vi mua bán các loại tài sản của mình, dù lời hay lỗ các bạn ha. Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe Thái Phạm đối với lại video đầu tư gì phần 1 năm 2024, kinh doanh gì để kiếm tiền và bộn tiền. Và tôi xin chúc các bạn nhân dịp đầu xuân mới năm 2024 một cái năm nhiều cái sự an khang thịnh vượng và giàu có đối với lại cả gia đình, đối với lại chính bản thân mình và đối với nơi mà bạn phục vụ phụng sự. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Nếu các bạn thấy yêu thích cái video này, đừng ngại trong việc là chia sẻ cái video này cho những cái người mà bạn nghĩ video sẽ giúp họ có cái định hướng về đầu tư kinh doanh tốt hơn. Bạn cũng đừng ngại ngần gì, hãy nhấn nút like cho cái video và đăng ký kênh Thái Phạm để những cái chủ đề về đầu tư kinh doanh và phát triển bản thân, đặc biệt là về kinh doanh và đầu tư, thì sẽ đến với bạn khi có cái video mới, nó sẽ có thông báo các bạn ha. Hẹn gặp lại và mong rằng 2024 sẽ là năm tốt đẹp nhất của bạn. Hãy comment ở phía dưới cho tôi biết bạn suy nghĩ như thế nào nhé bạn nhé.